Ngập tràn ân phước, Dipama, cuộc đời và thương giáo, do Thiện Nhật dịch, gồm có những phần như sau. Phần thứ nhất, cuộc đời ly kỳ, chương 1, sanh trong đạo Phật, chương 2, thức tỉnh, chương 3, an lạc chẳng lung lay. Phần thứ hai, con đường chuyển hóa, chương 4, tận sức và vượt qua, chương 5, thao suốt các vọng tưởng, chương 6, giải thoát sâu xa nhất, chương 7, bạn sống trong đời thường ra sao, chương 8, tình thương đảnh lễ tình thương, chương 9, thần thông tự tại, chương 10, thích nữ vô úy. Phần thứ ba, di huấn của Dipama, chương 11, 10 bài học để sống đời, chương 12, trước mặt thầy, vấn đáp, chương 13, ngập tràn ân phước. Những người đã cộng tác, vài nét về nữ tác giả, Thiện Nhật xin thưa vài lời. Và cuối cùng là phụ lục giác ngộ. Lời mở đầu. Có đôi khi trong cuộc đời ta gặp được một người thật khác thường, mà chỉ bằng có người bình thường của chính họ đã làm thay đổi hẳn cách sống của ta. Dipama chính là mẫu người đó. Tôi được nghe nói về bà lần đầu khi theo học thiền với sư phụ Anagarika Munindra tại Bồ Đề Đạo Tràng bên Ấn Độ vào năm 1967. Sư phụ tôi đã rèn luyện bà Dipama ở Miến Điện khi thầy còn hành thiền và giảng dạy trong 9 năm trước đó. Thầy thường kể lại, ba là một thiền giả được nhiều sự chứng đắc khác thường, mà quý vị sẽ đọc thấy trong tập sách này. Điều mà sư phụ tôi không nói thành lời, nhưng lại nổi bật hẳn trong lần gặp gỡ đầu tiên, là phong cách đặc biệt của bà đã làm cảm động bất cứ ai được tiếp xúc bà. Đó là sự hoài hòa của một vẻ bình an thanh tịnh nhất, với một tình thương luôn tràn đầy. Sự tĩnh lặng và tình thương đó rất khác lạ với những gì tôi đã kinh nghiệm qua. Cả hai đức tánh đó chẳng phải là cái bản ngã, và chúng không đòi hỏi gì, cũng không cần đến bất cứ gì đền đáp lại. Thật giản dị, trong sự vắng bóng của tự ngã, tình thương và an hòa là những gì còn lưu lại đó. Dipama làm khơi dậy được trong ta những nỗ lực tốt đẹp nhất, chẳng phải bằng những quy luật, mà chính vì bà là nguồn cảm hứng, bà chỉ cho thấy những gì có thể làm được, bằng cách hãy là những gì có thể được, và điều đó đã nâng bổng lên tảng chướng ngại, đang chặn ngang các nguyện vọng của chúng ta. Bà đặt niềm tin tưởng, chẳng hề lay chuyển nơi khả năng của mỗi ai đang bước trên con đường đạo pháp. Lòng tin cậy đó được trang trải cùng với phương cách biết tùy thuận vào bất cứ cảnh huống nào của chúng ta, đang sống kèm theo sự kiên trì nhắc nhở ta luôn phải đào sâu hiểu biết qua công phu thực tập liên tục. Mặc dầu Dipama chỉ sang Tây phương có 2 chuyến, nhưng ảnh hưởng Dipama đối với nền Phật học ở Mỹ Châu thật là sâu xa. Bà là vị thiền sư đầu tiên và hoàn toàn thành mãn theo truyền thống Theravada, tức Phật giáo nguyên thủy, đã đến giảng dạy trên đất nước này. Dù có tính tâm thật thâm sâu đối với truyền thống, bà vẫn tin tưởng mãnh liệt rằng các thành tựu về tâm linh của nữ phái, kể luôn cả các bà nội trợ, có thể bằng hay lắm khi còn viên mãn hơn phía nam giới.
mà họ chiếm đa số trong hàng giáo phẩm. Trong ý hướng đó, Dipama đã trở nên con người mẫu dũng mãnh, làm gương sáng cho phụ nữ và cả nam giới nữa. Ảnh hưởng của bà đối với thật nhiều hành giả vẫn còn âm vang trong cộng đồng đạo Pháp. Tôi rất hoan hỷ và biết ơn đối với Amy Smith đã cho ra đời quyển sách tuyệt vời này. Đây là một cơ hội quý báu cho nhiều người trong chúng tôi được nhắc nhở lại những mẫu chuyện, những cuộc gặp gỡ với Dipama và là duyên lành cho những người khác được biết đến Dipama lần đầu. Joseph Goldstein, Hội Thiền Minh Sát, Insight Meditation Society, tháng 3 năm 2002. Ngập tràn ân phước. Lời tựa: ân phước trong ý nghĩa là sự thọ nhận phước lành từ ơn trên ban cho, không do tiền cầu, đúng thực ra không phải là một ý niệm Phật học. Tuy nhiên, dù có hay không, chúng tôi cũng xem đó là một phước báu thiêng liêng được kinh nghiệm rất thường ở nơi nào chúng tôi đang thực tập thiền định. Nếu nhìn rõ vào cuộc đời mình và các cơ duyên đưa dẫn chúng ta theo đuổi con đường tâm linh, vào mọi dịp may được gặp gỡ và tu tập với các bậc thầy đã đạt chứng ngộ thâm sâu, vào nguyện ước chân thành mong được giải thoát thực sự, chúng ta sẽ thấy rõ rằng mình đang được tràn ngập ân phước. Từ các chương về tiểu sử thuộc phần 1 của quyển sách này, xuyên qua các mẫu chuyện của những người đã gặp gỡ Dipama ở phần 2 và lời giảng của bà tại phần 3, thì danh từ ân phước đã được nhắc đến nhiều lần trong ý nghĩa về tánh cách kỳ diệu chẳng thể định nghĩa được của các duyên may thân cận với vị thầy tâm linh này. Tiến sĩ Chuck Enger là một trong những người Tây phương đầu tiên được tiếp xúc với Dipama. Ngẫu nhiên, ông cũng được theo học cùng một vị thầy đã chỉ dạy cho Dipama. Phần đóng góp của ông vào quyển sách này khá to tát. Đa số các chi tiết về tiểu sử cùng những trích dẫn về lời dạy của Dipama đều căn cứ vào tài liệu mà ông đã viết đặc biệt cho quyển sách Ngập tràn ân phước. Các dữ kiện này được rút ra từ các kinh nghiệm bản thân và các trắc nghiệm tâm lý của Dipama, đã xác chứng những mô tả đúng theo truyền thống về các tiến trình của tâm một khi đã đạt đến sự giác ngộ thâm sâu. Sự chấp thuận của Chuck Enger cho phép sử dụng các tài liệu đó đã khiến cho việc ghi chép lại cuộc đời của Dipama rất đầy đủ. Tôi thực hết sức cảm tạ tấm lòng rộng rãi của ông. Công cụ khảo cứu của Chuck Enger đã trình bày những chứng đắc kỳ diệu của Dipama bằng các danh từ khoa học. Phần lớn các người đã gặp gỡ Dipama hay biết được bà qua ảnh hưởng của bà đối với các vị thầy khác đã nhìn bà qua nhiều lăng kính khác nhau. Trong trường hợp của tôi, bà là hiện thân của Đức Mẹ Thiên Liên, một khuôn mẫu lý tưởng có trong mọi nền văn hóa. Câu chuyện sau đây vinh danh Dipama được cha Theo Pan thuộc dòng Tu Khổ Hạnh Tịnh Khẩu, tác giả quyển sách truyện về tu viện thần bí, cống hiến. Riêng đối với tôi, câu chuyện này gợi lên khía cạnh siêu phàm về lòng từ bi vô lượng của Dipama. Trái tim của bạn giống như gì nhỉ? Đó là điều mà họ muốn biết. Họ khiêng vào một người vừa mới chết. Họ bắt đầu mổ lấy trái tim bà ra. Các bạn sẽ chẳng tin được những gì thấy ở trong đó. Bạn đâu tin được người da trắng, da đen, kẻ vô thần, người giàu sang,
kẻ bần cùng, người say rượu, đĩ điếm, thầy tu, chánh khách, trẻ con, thẩm phán, đấu thủ túc cầu, kẻ ngông cuồng, và tôi, cả tôi nữa. Sao tôi lại cũng ở trong đó? Tôi có giống như thế khi tôi chết không? Khi họ mổ tim tôi ra, họ sẽ thấy được những gì? Mong cho mọi chúng ta mở rộng trái tim, đón niềm ân sủng luôn luôn sẵn có ở nơi đây.